Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm kem Milo ngon tuyệt vời đánh bay cái nắng mùa hè. Milo được xem là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, nó cung cấp cho chúng ta một lượng chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Ngoài cách uống Milo thì hôm nay Ăn Vặt TV sẽ hướng dẫn các bạn cách làm kem hoàn toàn mới lạ làm từ Milo các bạn nhé. Công thức làm kem tươi này được làm từ sữa tươi và Milo nên ngọt tự nhiên mà không ngấy. Hãy cùng bắt tay vào thực hiện ngay thôi các bạn nhé. Nguyên liệu để làm món kem Milo của chúng ta thì rất là đơn giản. Mình sẽ chuẩn bị một gói bột Milo các bạn nhé. Nếu như các bạn muốn làm nhiều hơn thì có thể tăng số lượng lên gấp đôi. Mình sẽ sử dụng tiếp là sữa tươi, 2 quả trứng gà, một chút đường và một phần không thể thiếu để làm món kem của chúng ta thơm ngon béo ngậy hơn thì là mình sẽ sử dụng whipping cream nha các bạn, hay còn gọi là kem sữa tươi. Các bạn có thể mua dễ dàng tại các siêu thị. Và mình chỉ cần một hộp nhỏ khoảng tầm 250ml như thế này thì khoảng tầm 60 cho đến 70 nghìn nha các bạn. Hoặc thậm chí là các bạn, nếu như các bạn muốn làm kẹo Milo Kube hiện đang rất là hot trên thị trường thì chúng ta chỉ cần chuẩn bị thêm sô-cô-la nữa thôi, và chỉ cần thêm một bước nữa thôi thì chúng ta cũng có thể làm thêm kẹo Milo Kube nha các bạn. Sữa Milo được xem là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, nó cung cấp cho chúng ta một lượng chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Và trong một mùa hè nắng nóng như thế này, nếu như có thể được thưởng thức món kem Milo thì thực là rất tuyệt vời. Và nếu như các bạn có thể làm cho những em bé của gia đình mình ăn thì các bé sẽ rất là thích. Giờ mình sẽ bắt tay vào thực hiện ngay các bạn nhé. Bước đầu tiên là mình sẽ tách trứng gà để lấy lòng đỏ các bạn nhé. Mình sẽ san lòng đỏ sang vỏ trứng bên kia, tạo một khe hở để lòng trắng chảy xuống bát. Chúng ta sẽ san đi san lại cho tới khi hết lòng trắng nha các bạn. Sau khi mà đã tách được lòng đỏ rồi, mình sẽ cho vào một bát và mình cho vào đây một xíu đường các bạn nhé. Và mình dùng dụng cụ đánh trứng để đánh tan lòng đỏ. Mình sẽ đánh sao cho đến khi mà lòng đỏ ngả sang màu vàng nhạt thì là đã được rồi đó các bạn. Tiếp theo là mình sẽ cho sữa tươi vào một nồi. Tiếp đến là mình sẽ cho tới bột Milo. Các bạn có thể cho vào đây một chút đường. Mình sẽ khuấy thật đều nha các bạn. Rồi mình sẽ cho lên trên bếp và sẽ đun nóng các bạn. Chú ý là các bạn không để lửa quá to nhé, vì sữa của chúng ta rất dễ cháy.
Sau khi mà hỗn hợp sữa và Milo của chúng ta đã chín rồi, sôi rồi thì mình sẽ tiến hành đổ vào phần bát trứng ban đầu của chúng ta các bạn nhé. Và mình cũng sẽ hòa quyện thật đều lên. Mình sẽ khuấy thật đều nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ tiến hành cho whipping cream của chúng ta vào một tô inox và mình sẽ tiến hành đánh bông phần kem của chúng ta lên các bạn nhé. Các bạn nếu có điều kiện thì sử dụng máy làm kem đánh bông tuyết phần kem này lên. Còn nếu không thì mình sẽ dùng tay và đánh đều và nhẹ nhàng phần hỗn hợp kem này lên bông là được nha các bạn. Cuối cùng là mình sẽ cho tất cả các phần hỗn hợp của chúng ta vào hòa quyện với nhau và mình cũng sẽ đảo thật đều lên nha các bạn. Cuối cùng là mình sẽ đặt vào trong ngăn đá của tủ lạnh và cứ 30 phút thì các bạn đem hộp kem Milo này ra và dùng muỗng đảo đều phần kem này lên, tránh tình trạng kem bị răm đá. Mình cứ thực hiện như vậy khoảng 2 đến 3 lần là món kem Milo của bạn đã hoàn tất rồi. Công thức kem tươi này được làm từ sữa tươi và Milo nên có hương vị thơm ngọt tự nhiên mà không ngấy. Vậy là món kem Milo thơm ngon chế biến ngay tại nhà của bạn đã xong rồi nhé. Cách làm kem Milo thật đơn giản và không mất nhiều thời gian phải không các bạn? Khi hộp kem đông cứng hoàn toàn, chúng ta thể múc ra, các bạn thể trang trí vào để tăng độ hấp dẫn cho món ăn. Nếu như món ăn này được thưởng thức vào những ngày nắng nóng, mùa hè nóng lực như thế này cùng với những người thân yêu của chúng ta thì còn gì là tuyệt vời hơn. Sử dụng Milo để làm kem ăn rất ngon đấy các bạn ạ. Hãy cùng Chủ Tài làm món kem hấp dẫn này với công thức đơn giản các bạn nhé. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công. Và các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể cập nhật nhiều hơn nữa những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.